Kính chào quý anh chị nhà đầu tư theo dõi video kênh No Stop. Thì hôm nay là ngày 8 tháng 11. Thì em lại vì chúng ta lại cùng nhau review qua những cái diễn biến chung của thị trường. Nói chung là tâm lý thị trường ở thời điểm hiện tại thì chắc có lẽ là đa phần nhà đầu tư đều chán nản, và nhiều người, kể cả đối với không phải là những người cầm cổ phiếu bị kẹp hàng từ giai đoạn trước, mà ở giai đoạn này thì bản thân những người cầm tiền đã thoát được ở giai đoạn trước cũng đều đang cảm thấy chán nản và cảm giác là đi tìm đáy của thị trường nó khá là khó khăn đấy. Đấy, tuy nhiên là chúng ta phải nói với nhau là gì, cái thanh khoản của thị trường hiện tại nó vẫn được duy trì ở cái ngưỡng ở quanh khoảng 18 đến 9.000 tỷ đây. Nếu mà chúng ta trừ đi cái phần giao dịch thỏa thuận này, thỏa thuận 2.200 tỷ, thì chúng ta vẫn giao dịch là ở đây là 8.000 tỷ, một cái mức giao dịch nó tương đối là không, nó không phải là quá lớn nhưng mà nó tương đối là ổn, tương đối là ổn đó. Thì nói về cái trạng thái của thị trường thì thật ra là về mặt chỉ số thì chúng ta nhìn thấy là nó có cái quá trình giảm liên tục trong vòng một tuần này, khoảng hơn một tuần này, từ 1.000 quanh cái ngưỡng 1.040 rồi về đến mức sâu nhất của sáng nay đó là 1.060 à 960 960 thì không là giảm 80 điểm, tức là khoảng gần 8%, 7 đến 8%. Thì mọi người có thể thấy là so với ở giai đoạn trước ấy, chỉ có hai phiên hoặc giảm 80 điểm nhá. Thì ở đây là chỉ có hai phiên từ đây đến đây đã giảm đến 80 điểm rồi, hai phiên giảm 80 điểm. Thì ở đây cần đến 1 2 3 4 5 6 phiên mới giảm được 80 điểm. Và 80 điểm này là còn tính đến mức sâu nhất, là hôm nay còn có hồi lại đấy. Thì tức là cái tốc độ giảm của thị trường nó đã bắt đầu có sự giảm tốc, là cái thứ nhất. Thứ hai là cái xu hướng lớn này, cái xu hướng lớn nó cũng đã có cái sự thoải ra đấy, nó có sự thoải ra đây, thoải hơn về cái quá trình rơi đấy. Thì có nghĩa là gì, cái tốc độ giảm này đang dần dần chững lại. Thì nếu như nó có thể tạo ra một cái vùng cân bằng mà đi ngang quanh đây ấy, thì nó không phải là một cái gì đấy nó quá là bất ngờ, mà đây sẽ là một cái vùng mà chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là thị trường sẽ ngừng rơi. Thị trường ngừng rơi thì sẽ có một số nhóm cổ phiếu nó đã tạo đáy, nó tạo được một cái đáy ngắn hạn và nó sẽ phục hồi lên, và chính cái nhóm phục hồi nó sẽ cân lại những cái nhóm bị phá đáy tiếp tục và cái nhóm tiếp diễn giảm. Thì nó sẽ tạo ra một cái sự cân bằng và sự phân hóa trên thị trường, một nhóm tăng và một nhóm tiếp tục rơi, từ đấy nó sẽ tạo ra cái nhóm tăng sẽ bù trừ cho cái nhóm giảm kia, thì nó sẽ tạo ra một vùng đi ngang và dần dần thị trường nó sẽ có thể, và chúng ta sẽ kỳ vọng một cái sự tích cực hơn. Trước mắt thì chúng ta chỉ kỳ vọng là một cái nhịp mà cân bằng quanh đây thôi đấy. Thì cái ngưỡng 1.000 hiện tại lại là trở thành một cái ngưỡng kháng cự rồi, nhưng mà chúng ta kỳ vọng rằng là ở đây về mặt kỹ thuật thì VN Index đang bị out cái giải Bollinger ấy, thì nó có pha hồi lại, thì nó sẽ cần thêm một vài phiên tới để có cái sự cân bằng, và chúng ta sẽ cần đợi thêm một số xác nhận. Thì về thống kê chúng ta nhìn thấy rằng là, thì như mình đã nói, thì nếu như mà thị trường có thể tạo được một vùng cân bằng thì sẽ có một nhóm tăng và một nhóm tăng để cân lại cái nhóm giảm, đúng không? Thì chúng ta nhìn thấy ở đây này, đây là biến động tháng này, thì top trong vòng một tháng qua, thì top những cổ phiếu tăng chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng luôn, rất nhiều cổ phiếu ngân hàng ở đây và rất nhiều cổ phiếu trụ lớn ở đây đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là có Vinamilk, có BIDV, rồi ngân hàng này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngân hàng này, 8 cổ phiếu ngân hàng, 9 cổ phiếu ngân hàng, 10 cổ phiếu ngân hàng đấy, 10 cổ phiếu ngân hàng trong cái list 20 mã, trong list 20 mã tăng mạnh nhất trong vòng 1 tháng. Đấy. Đây là list 20 mã tăng mạnh nhất và đi kèm với thanh khoản đấy. Vẫn có một số mã penny mà nó có tăng trần không thanh khoản thì mình không tính vào đây. Mà nó phải đạt tiêu chí về thanh khoản nữa, tức là mọi người có thể giao dịch thoải mái ấy, một cách dễ dàng đấy. Đấy, thứ hai là cái top giảm. Thì chúng ta nhìn thấy là cái top biến động giảm trong vòng một tháng qua rất dễ nhận thấy là cái nhóm bất động sản, ở đây rất nhiều bất động sản và vật liệu xây dựng và
xây dựng vật liệu, thì chúng ta nhìn thấy là nó phân hóa rất rõ ràng luôn. Cái nhóm ngân hàng và các cái trụ lớn như Vinamilk này, rồi Gap này, BVH này, Masan này, đấy, với những cái trụ lớn VRE này, nó đang là những cái cổ phiếu nó đỡ lại thị trường ở giai đoạn này. Thì đấy là cái lý do mà chúng ta nhìn thấy cái tốc độ giảm của thị trường, tốc độ giảm của thị trường nó đang có sự giảm tốc nhé, sự giảm tốc. Thì chúng ta phải nhìn với nhau, ban đầu chúng ta chỉ nếu như mà một cú rơi thẳng đứng thì bắt đầu chúng ta không thể kỳ vọng là một cái cú tăng thẳng đứng được, mà chúng ta chỉ kỳ vọng là sau một cú rơi mạnh này thì nó sẽ bắt đầu rơi chậm lại dần và sau đấy rồi đi ngang, đi ngang sau đấy rồi bắt đầu từ từ mọi người nhận ra cái cơ hội và mọi người lúc đấy nó sẽ có một cái nhịp tăng ngắn hạn thôi. Thì chúng ta không thể kỳ vọng một uptrend được mà ngay, không thể kỳ vọng một cái đáy hồi chữ V lên thẳng được, mà chúng ta sẽ có một cái thời gian và có thời gian. Thì hiện tại như phiên hôm nay cũng là một cái phiên tương đối là ổn. Nó chưa đủ để tạo ra cái trạng thái tích cực cho thị trường. Chúng ta cứ nhìn trên thống kê thôi, nhìn trên thống kê thôi. Cái thị trường hiện tại nó vẫn đang có sự phân hóa giảm nhé. Với cái số mã giảm và nằm sàn cũng tương đối là nhiều. Đấy. Hôm nay vẫn có 37 mã sàn. Và mặc dù là có cái số lượng mã xanh tương đối là tốt đấy, nhưng mà cái số đây chúng ta nhìn thấy cái viên 30, cái số lượng mã trong viên 30 tăng vẫn tương đối là tốt so với số mã giảm trong viên 30. Tuy nhiên là nếu mà nhìn tổng quan cả thị trường thì số lượng mã giảm và số lượng mã tăng vẫn đang tương đối là số lượng mã tăng vẫn chưa đủ để áp đảo lại mã giảm. Thì tức là cái rủi ro trong thị trường nó vẫn còn tương đối là lớn. Đấy, và cái số mã sàn vẫn là một cái con số khá là lớn nhé. Số mã sàn này phải nên ở dưới 10, thậm chí là khoảng 1 đến 2 mã, thậm chí là 1 2 mã thôi thì nó là tốt nhất. Đấy. Thì ở phiên hôm nay thì vẫn có một số cổ phiếu nó tăng tương đối là ổn, và như là CTG này thì nó là cổ phiếu tăng tương đối là nó vẫn giữ được cái xu hướng tăng từ cái đoạn trước. Đấy, nó vẫn đã ở đáy sau cao hơn đáy trước ở giai đoạn này rồi. Và nó có một nhịp tăng mạnh thì nó bị chốt lời và đang giữ được ở trên MA 20. Tuy nhiên là CTG thì nó đang biến động hơi rộng, biến động hơi lớn, thì cái cổ phiếu này thì để mà mua thì cũng chưa chưa nói được điều gì, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là đây là một cái cổ phiếu có cái trạng thái tích cực. Đây là BIDV. BIDV thì hôm nay còn vượt đỉnh cơ, nếu mà xét theo giá đóng cửa là vượt đỉnh. Đấy. Ở đây ngưỡng giá cao nhất của nó đóng cửa ở ngưỡng 34.55. 34.55 thì hôm nay đóng cửa ngưỡng 34.9 là cao nhất phiên rồi. Gần như cao nhất phiên và một cái đi kèm với thanh khoản gia tăng. Thì chúng ta sẽ theo dõi thêm những cái cổ phiếu này. Đây là những cổ phiếu có trạng thái khỏe hơn thị trường. Và đây sẽ là những cổ phiếu mà kỳ vọng rằng là nó sẽ giữ được, nó sẽ tiếp tục giữ được cái trạng thái tích cực này để nó có thể là tạo ra cái sự lan tỏa sang những cái nhóm cổ phiếu đang rơi sâu kia. Thì hôm nay thực ra là cái nhóm bất động sản ấy cũng đã có cái sự phục hồi nhất định rồi, nhưng mà cái nhóm bất động sản này nó đang chưa có sự đồng thuận. Đây, tôi nhìn thấy là bắt đầu có VCG rồi, tăng này, rồi nhà từ Liêm Trần này, nhà từ Liêm Trần này. Đây, và nó bắt đầu có những cái tín hiệu tạo tín hiệu phân kỳ nhất định. Đây là cặp nến đấn chìm này. Đấy. Thì kỳ vọng rằng là cái nhóm bất động sản này nó ngừng rơi, nó ngừng rơi. Đấy. Nói chung là đều là mỗi cây nến xanh. Đích này thì yếu quá nhỉ. Đây sell cũng là đang kỳ vọng có thể là ra được hai đáy. Kỳ vọng vậy. Nói chung là cái nhóm bất động sản thì nó vẫn là một cái nhóm yếu và nó đang bị phân hóa. Thì nó vẫn chưa có thể chưa đủ xác nhận để mà tạo được đáy được. Nhưng mà ít nhất là trong phiên hôm nay nó cũng đang có một cái phiên mà có cầu đỡ lên. Nhảy gáp xuống và có cầu đỡ giá lên. Cầu đỡ giá lên thì chúng ta sẽ cùng kỳ vọng là cái nhóm yếu này sẽ được tiếp tục đỡ giá và tạo ra một cái vùng cân bằng và ngừng giảm. Và ngừng tạo ra cái yếu tố tiêu cực cho thị trường, ngừng tạo sự tiêu cực cho thị trường. Còn cái nhóm ngân hàng và cái nhóm chứng khoán với HCM
HCM và VCI là hai cổ phiếu mạnh nhất ở trong dòng chứng khoán rồi. VCI thì nó đang bị test lại cái đáy cũ và đang phục hồi lên. Đấy. Đấy, thì những cái cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng ấy, nó sẽ là những cổ phiếu mà nó sẽ kỳ vọng nó sẽ giữ được cái trạng thái tích cực để nó tạo ra sự lan tỏa cho thị trường và kéo thị trường lên. Có một cái cổ phiếu rất là đáng chú ý ở HPG, thì cổ phiếu này thì cũng đang ở trong một cái trạng thái tương đối là tiêu cực và vẫn chưa tạo được đáy, vẫn chưa tạo được đáy. Thì có một cái phiên nó nổ vôn ở đây, nhưng mà nó lại đang nổ vôn đỡ giá, nhưng mà sau đấy lại bị bung vôn trở lại. Thì đây giai đoạn này nó đang tạo đáy, vẫn tiếp tục đang quá trình dò đáy, dò đáy mới. Thì cái cổ phiếu như này ấy, thì nó sẽ cần có thời gian thêm, nhưng mà chúng ta vẫn phải kỳ vọng rằng là vẫn phải nhìn với Hòa Phát là khi nào cổ phiếu này tạo đáy ấy, thì tức là cổ phiếu này là một cái cổ phiếu có tính quốc dân nhiều rất là lớn, thì rất nhiều nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu này, rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng như là tổ chức đang cầm cổ phiếu này. Mà cổ phiếu này mà tiếp tục giảm thì nó sẽ càng gây áp lực cho thị trường, thì cần những cổ phiếu như này nó tạo được vùng cân bằng đấy để nó phục hồi lên, thì chúng ta sẽ có một cái pha phục hồi cho toàn thị trường. Còn về VN Index thì trước mắt là chúng ta vẫn chưa có những cái cơ hội thực sự rõ ràng để mà giải ngân đấy. Nhưng ít nhất là chúng ta nhìn thấy rằng là ở những pha chiết khấu sâu thì vẫn đã có một nhóm, đó chính là nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu như là trong nhóm chứng khoán như HCM và VCI đã có lực đỡ giá. Thì đấy là một cái tín hiệu, là một cái tín hiệu, và chúng ta ghi nhận cái tín hiệu đấy để chúng ta chờ thêm những cái tín hiệu tích cực tiếp theo. Từ đấy thì chúng ta, nếu như chúng ta nhìn thấy được những cái tín hiệu tích cực tiếp theo, thì chúng ta có thể cân nhắc đến cái việc mà giải ngân. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ tiếp tục là đứng ngoài và chờ đợi tín hiệu, các cái tín hiệu tiếp theo đấy. Thì trên đây là quan điểm của mình về thị trường, và hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy có ích với những cái chia sẻ của mình đấy. Anh chị có thể like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh No Stop được phát triển hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video.